Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay ở trong cái video này, Trọng có một cái việc rất là quan trọng muốn gửi đến tất cả khán giả và tất cả Mạnh Thường Quân biết. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời của Trọng là từ cái ngày mà Trọng làm YouTube là 5 năm rồi thì mới xảy ra cái tình trạng như thế này. Chuyện là như vậy, sáng nay là Trọng với cả Kiệt là hai anh em là đang chuẩn bị đi làm thì Trọng có nhận được một cái cuộc gọi của cái hoàn cảnh cô gái bật khóc cầu cứu Trọng giúp cho mẹ của cô gái. Không biết là tất cả khán giả ở đây còn nhớ không, thì cái bé gái này tên là Lan, ngày hôm đó mà điện thoại cầu cứu Trọng rồi Trọng có lên trên này Trọng quay phim mà mẹ của bé là bị cái u bướu ở trên mặt á. Sau khi mà Trọng lên trên này Trọng thăm thì thấy hoàn cảnh đúng thực sự khó khăn, thì Trọng có quay video lại Trọng chia sẻ lên trên YouTube. Bữa giờ là chia sẻ lên thì cũng được một tuần rồi. Mạnh Thường Quân thì cũng gửi một số tiền để giúp cho gia đình. Với lại là cái ngày mà Trọng lên Trọng thăm á, thì Trọng cũng có trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Không biết tại sao có cái lý do gì mà ngày hôm nay thì tự nhiên bé Lan là cái cô gái ở trong cái hoàn cảnh đó của cái video đó luôn, sáng nay có gọi cho Trọng và yêu cầu Trọng là xóa cái video đó đi khỏi YouTube. Với lại là những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mà đang Trọng từ ngày Trọng đăng video Trọng chia sẻ lên á, nếu mà có Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho gia đình á thì gia đình sẽ xin từ chối không nhận cái số tiền này và nói với Trọng là xóa video đi. Thì Trọng có nói gia đình là cái lý do tại sao, thì gia đình mới nói một cái lý do là bây giờ là gia đình đã có đủ tiền để đưa mẹ của gia đình đi rồi, nên là gia đình sẽ từ chối cái nhận cái số tiền này và nhờ Trọng xóa cái video này đi. Thì Trọng cũng không hiểu tại sao luôn, là từ trước tới giờ mà Trọng đi giúp đỡ những hoàn cảnh lần đầu tiên Trọng gặp cảnh này luôn khán giả. Đa phần là những hoàn cảnh nhờ đến Trọng, rồi khi mà Trọng quay video Trọng chia sẻ Trọng giúp đỡ lên thì phải họ phải rất là vui, họ phải rất là mừng luôn nếu mà được Mạnh Thường Quân giúp. Mà hoàn cảnh này thì tự nhiên họ lại từ chối và họ nói là xóa video đi. Thì bây giờ cái câu chuyện như thế nào thì để Trọng cho khán giả nghe sơ qua cái cuộc trò chuyện của Trọng cùng với cái bé Lan này nhá. Thì cái chắc là Trọng sẽ để lại một số cái hình ảnh ở đây để cho khán giả xem, được khán giả nhận ra thì hoàn cảnh này là hoàn cảnh nào. Bây giờ thì Trọng cho tất cả khán giả cùng nghe cái cuộc trò chuyện của Trọng với cả bé Lan nhá. Thì tại vì Trọng nghe bé Lan nói chuyện thì Trọng thấy nó có hơi có khúc mắc với cả có cái vấn đề gì hay sao, nên là Trọng có lưu lại cái cuộc trò chuyện này. Dạ alo ạ. Alo, ai vậy? Dạ alo, em là bé Lan đây, phải số anh Trọng đúng không ạ? Đúng rồi, bé Lan con của cái cô bị mặt bướu ở cổ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có việc gì không em? Dạ. Để Trọng xả đi cho nó nhanh thì cho khán giả nghe đoạn này. Dạ, em xin nhường cho hoàn cảnh khác ha anh. Tại vì bây giờ em đã có đủ số tiền, em có khả năng để đi rồi á. Nếu mà trường hợp các Mạnh Thường Quân đã xem video clip của em mà đã giúp đỡ cho video clip của mình á, là em xin nhường lại cái phần đó cho những trường hợp khó khăn hơn gia đình em. Rồi, dạ. Thế thì ngoài cái đó ra thì em còn cái yêu cầu gì nữa không? Với lại nếu mà tại vì cái video clip đó là mình đã đăng lên mạng, là em muốn anh gỡ cái video clip đó rồi để tại vì cái cuộc trò chuyện giữa Trọng với cả em Lan này nó rất là dài, nên là Trọng không thể nào mà để đây cho tất cả khán giả nghe hết được. Để khán giả mà hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này thì bây giờ là Trọng sẽ trực tiếp Trọng đi lên ở trên nhà của bé Lan luôn, Trọng nói chuyện trực tiếp cùng với bé Lan rồi để xem là cái lý do tại sao thì gia đình lại muốn Trọng xóa video và cái lý do tại sao mà không muốn nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Thì theo cái suy nghĩ của Trọng thôi, đây là cái suy nghĩ cá nhân của Trọng thôi, còn Trọng không có nói bất kỳ ai. Thì theo Trọng nghĩ là có thể là do khi mà Trọng chia sẻ video này lên rồi những người xung quanh thì người ta xem được video rồi có thể là người nhà ngại hoặc là mắc cỡ với cả khán giả. Thì cái đó là cái suy nghĩ của Trọng thôi. Còn Trọng hỏi bé Lan thì cái lý do tại sao thì bé Lan chia sẻ thực cho anh đi để anh còn biết. Thì bé Lan nói là bây giờ là bé Lan đã chuẩn bị được cái số tiền để đưa mẹ đi bệnh viện, nên là bé Lan không muốn nhận tiền của Mạnh Thường Quân nữa.
và nhờ Trọng xóa video đi. Thì Trọng cũng có nói luôn là nếu mà gia đình đã được các cô các dì giúp đỡ rồi thì càng nhiều người giúp đỡ thì càng tốt, chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà bé Lan bé nói là biết rằng là có nhiều người giúp đỡ thì sẽ càng tốt, để cho gia đình càng có tiền để giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà không biết tại sao mà bé Lan lại, cả gia đình lại vẫn yêu cầu Trọng xóa video. Thì video thì đã đăng lên trên rồi. Thì trong cái video trước là Trọng cũng có trao tiền của Mạnh Thường Quân rồi. Vì Trọng có trao số tiền là 200 đô la Mỹ của một Mạnh Thường Quân. Mà bây giờ bắt Trọng xóa cái video này đi thì phải nói là rất là khó cho Trọng. Trọng không biết phải xử lý thế nào luôn. Tại vì Mạnh Thường Quân tin tưởng mình, rồi gửi tiền cho mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh. Thì đúng là hoàn cảnh rất là khó khăn thiệt, rồi mình trao cái số tiền. Rồi bây giờ là họ đã, hoàn cảnh này Trọng đã trao tiền, họ đã nhận rồi. Mà bây giờ họ lại mong muốn là xóa video đi. Thì cái đó phải nói là rất là khó cho anh em Trọng luôn. Tại vì khi mà Trọng xóa cái video đi là đến lúc mà Mạnh Thường Quân hỏi: ủa alo Trọng ơi, bây giờ cái số tiền mà ngày trước cô gửi cho Trọng để giúp đỡ cho hoàn cảnh này, giúp đỡ cho hoàn cảnh kia đâu rồi, Trọng có giúp chưa? Thì lúc đó thì Trọng sẽ không còn một cái video nào nữa để Trọng cho họ xem là cái số tiền mà Trọng đã giúp cho hoàn cảnh nào. Thì cái đó là rất là khó cho anh em Trọng luôn. Với lại một phần nữa là Trọng muốn tâm sự là khi mà Trọng nhận được cái lời cầu cứu của em Lan này á, thì Trọng thấy hai mẹ con rất là tội nghiệp, nên là Trọng cũng không ngại đường xá xa xôi, Trọng đi lên trên này để Trọng giúp đỡ. Trọng chia sẻ thực tình luôn á, là từ nhà của Trọng mà lên tới nhà của em Lan này á, em Lan cái địa chỉ là xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khán giả nào không tin, khán giả cứ search ở trên Google. Trọng chạy từ nhà của Trọng lên trên này là hết hơn 5 tiếng đồng hồ. Hết 5 tiếng đồng hồ, chưa kể là tiền xăng cộ, rồi công sức mình bỏ ra, thời gian mình bỏ ra. Nhưng mà tiền bạc với cả công sức mình bỏ ra nó không quan trọng. Quan trọng là một ngày là có rất là nhiều hoàn cảnh liên lạc cho Trọng luôn, nhờ Trọng giúp đỡ. Nhưng mà Trọng xem những cái hoàn cảnh nào khổ nhất, thì trong đó là gia đình của em Lan với cả có người mẹ bị bướu ở cổ này, thì là một trong những hoàn cảnh mà Trọng thấy là thực sự đáng thương. Nên là Trọng mới dành cái thời gian của Trọng, tiền bạc rồi công sức mình lên trên này để mình giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ lại họ lại trả lời như vậy. Họ nói là muốn xóa video đi và không nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Thì Trọng nghe thì Trọng rất là buồn, với lại là Trọng cũng phải nói là rất là bức xúc luôn. Thì khán giả cứ nghĩ đi, bây giờ là họ nhờ mình giúp, mà mình có rất là nhiều người muốn mình giúp, nhưng mà mình lựa ra những cái hoàn cảnh nào khó khăn nhất mình đi lên, mà mình chạy hết gần 6 tiếng, hơn 5 tiếng, gần 6 tiếng. Trong đó là đi cả về, rồi xăng cộ nè, rồi công sức mình bỏ ra mình đi nè, rồi thời gian biết bao nhiêu luôn. Mà bây giờ là họ muốn mình giúp thì họ nhờ, còn bây giờ họ không muốn mình giúp thì họ nhờ mình xóa video đi. Cái này là Trọng chia sẻ một chút về cái nỗi lòng của Trọng. Đấy, Trọng rất là bức xúc. Chắc xíu nữa rồi Trọng vô trong nhà rồi Trọng sẽ bày tỏ cái sự bức xúc của Trọng cho gia đình biết luôn. Tại vì đâu phải là mình nhờ người khác giúp rồi người ta giúp là giúp, rồi còn không giúp là không giúp đâu. Như vậy đâu có được. Rồi Trọng còn làm việc với cả Mạnh Thường Quân nữa. Nãy giờ Trọng đang nói chuyện thì tự nhiên Trọng mất bình tĩnh rồi. Tại vì một khi mà Trọng đã đăng video lên rồi, Trọng đã trao tiền rồi, mà bây giờ kêu Trọng xóa video đi, thì đến lúc mà Mạnh Thường Quân hỏi thì video đâu mà Trọng nói với Mạnh Thường Quân. Đấy. Thôi bây giờ là Trọng không nói dài dòng nữa khán giả. Bây giờ câu chuyện nó như thế nào? Có ở đây có uẩn khúc gì mà gia đình lại kêu Trọng là xóa video đi? Còn riêng về em Lan á, thì Trọng nói chuyện là Trọng thấy em Lan rất là tội nghiệp. Trọng nghĩ là chắc là sẽ em Lan sẽ không có cái suy nghĩ là kêu Trọng xóa video và không nhận tiền đâu. Tại vì trước khi mà Trọng lên trên này, em Lan có nói chuyện với Trọng. Trước khi Trọng lên trên này, Trọng quay video và Trọng chia sẻ, thì Trọng có nói chuyện với em Lan, thì hai anh em có nói chuyện, thì em nói là em sẽ không có ngại, không có mắc cỡ hay là không có bất kỳ cái gì khác. Em chỉ mong là Mạnh Thường Quân giúp để em có tiền chữa bệnh cho mẹ thôi. Trọng nghĩ là sẽ có cái gì ở bên đó tác động vào tinh thần của em đấy, hoặc là có ai đó nói gì để cho em đó có cái suy nghĩ khác, nên là em đó mới gọi cho Trọng, em đó nói vậy. Thì cái đấy là suy nghĩ của Trọng. Còn cái uẩn khúc ở đây nó như thế nào, bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục theo dõi cái video này nhá. Bây giờ Trọng sẽ bắt đầu cái hành trình Trọng đi lên trên đó.
thì Trọng nói chuyện cùng với gia đình của em Lan. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ anh em mình là bắt đầu hành trình đi lên trên đấy mọi người ạ. Tại vì cái đoạn đường này đi nó rất là xa, nên là anh em mới chuẩn bị đồ đạc xong, ăn uống này kia các thứ xong. Bây giờ Trọng phải ghé vô Trọng đổ xăng mới được. Tại vì xíu nữa là mình đi đường rừng, đường núi thôi, nên là sẽ không có cái xăng để mình đổ. Bây giờ là Trọng phải ghé vô cái xăng đằng trước, Trọng đổ xăng mọi người. Giờ Trọng ghé vô đổ xăng dầu. Ngày nào đi làm thì mình cũng phải đổ đầy bình xăng để mình đi. Tại vì đa phần cái những cái cung đường mà Trọng đi là nó toàn là rừng núi không à, nên là có rất là ít cây xăng. Đổ dầu 01 anh. Đầy bình luôn nhá. Đổ đầy bình cho em luôn. Tại vì mình đa phần mình đi đường xa nên là mình phải đổ đầy bình luôn. Mỗi ngày đi mấy trăm km vậy đó. Dạ. Dạ không mua chị ơi. Mỗi ngày là mình phải đi đường xa nên là mình phải đổ đầy, ngày nào cũng thế. Một ngày có khi Trọng chạy cả 400-500 km, có khi 600 km luôn á. Cái quãng đường ngày hôm nay thì chạy là cả đi cả về thì cũng 500-600 km mọi người ạ. Anh đổ dầu không mấy, không một đúng không? Ừ đúng rồi. Bao nhiêu anh? Bao nhiêu? 1,4 triệu à? 1,4 triệu. Kiệt còn tiền không, đưa cho anh mượn 5 xị coi Kiệt. 500 à? Ừ, đưa cho anh mượn 5 xị đi. 1,4 triệu đúng không anh? 900 đưa anh mượn thêm 500 đi. Không đủ tiền. 1,4 triệu. Rồi ok, cảm ơn anh nhá. Mỗi lần đi xa khán giả thấy đó là đổ xăng, đổ dầu rất là nhiều luôn. Vì vậy là những cái chuyến đi xa như này là Trọng rất là đau đầu. Bây giờ là anh em bắt đầu hành trình lên trên nhà của cái hoàn cảnh này để xem là lý do tại sao mà em lại kêu Trọng xóa video với cả không nhận tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Chung là cái câu chuyện này như thế nào thì bây giờ Trọng sẽ lên trên đó rồi Trọng cập nhật cho tất cả khán giả cùng xem. Bây giờ mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Chào tất cả mọi người. Bây giờ là Trọng đã có mặt tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng rồi nhá. Trọng đang đứng trước nhà của cái hoàn cảnh gia đình của bé Lan. Thì sau gần 6 tiếng chạy xe, cả dừng lại ăn uống rồi nghỉ ngơi một tí để lấy tinh thần chạy xe, thì sau gần 6 tiếng thì bây giờ Trọng đã tới rồi. Trọng không dài dòng nữa, Trọng vô Trọng nói chuyện cùng hoàn cảnh luôn mọi người ạ. Ừ. Anh chào em nhé. Ừ, để cho anh gài cái này anh nói chuyện nhé. Dạ. Ừ. Mẹ khỏe không? Dạ, mẹ em vẫn vậy. Vẫn chưa vậy à? Có đưa đi viện chưa? Dạ, chưa đi ạ. Chưa đưa đi viện luôn dạ, đúng không? Dạ, chưa đưa đi viện. À. Dạ. Đâu, tình hình thế nào thì anh em mình lấy cái ghế ra dạ. Ngồi nhá. Dạ. Ngày hôm nay thì có cả tất cả khán giả ở đây với cả Mạnh Thường Quân xem video thì Trọng ngày hôm nay thì gia đình em nói sao thì nói luôn. Dạ. À, sáng nay em gọi cho anh em nói sao? Dạ, sáng nay em có gọi cho anh, em có nói với anh là em muốn anh nhường cái, em muốn anh gỡ cái video đó để... Không, em cứ bình tĩnh em nói ra đi, cái em sáng em nói như nào em cứ nói y chang như vậy. Gỡ video rồi sao nữa? Dạ. À, hồi sáng em có gọi điện trực tiếp cho anh, em có nói với anh là
Hiện tại em đã có đủ số tiền để có khả năng để đưa mẹ đi bệnh viện rồi. Nên là em muốn anh nhường cái, nếu mà có mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của em, các mạnh thường quân, cộng đồng mạng xã hội đã theo dõi cái video clip của em mà đã đóng góp cho gia đình em, thì em xin nhường cái phần đó cho những hoàn cảnh đặc biệt hơn gia đình em. Tại vì giờ bây giờ bác và dì và anh cả của em đã có tiền để giúp em đưa mẹ đi rồi. Thứ nhất là nếu mà mạnh thường quân mà có giúp thì gia đình sẽ không nhận và mong muốn là nhường cho người khác. Dạ đúng rồi. Thứ hai là sao? Thứ hai là em muốn nhờ anh gỡ lại cái video clip đó của em để những cái mạnh thường quân, nếu mà họ thấy thì họ vẫn đóng góp, nhưng mà em muốn nhờ anh gỡ để anh thì họ biết là em đã có đủ khả năng để đi bệnh viện. Ý là thứ nhất là mình sẽ không nhận tiền của mạnh thường quân giúp đỡ. Yeah. Thứ hai là mình mong muốn là xóa cái clip đó đi. Yeah. Ừ. Yeah. Rồi. Yeah. Gì nhỉ? Lúc trước là anh có, trước khi mà anh cả em anh lên đây anh quay video, anh có nói chuyện với em với cả cái cô dẫn đường này. Thì anh có nói với em là khi mà bọn anh đi lên trên này sẽ rất là xa. Kể cả ngày hôm nay cũng vậy, anh đi là hết tới gần 6 tiếng lên trên này. Anh hỏi em là em suy nghĩ kỹ chưa, rồi một khi mà quay video lên thì là sẽ không bao giờ mình ấy được đâu, rồi người này người kia họ sẽ thấy á. Thì em cũng đã trả lời lúc đó là em ok. Thì em cũng mong muốn là nhóm anh lên trên này giúp đỡ cho gia đình của em. Nhưng mà sao bây giờ lại mình lại thay đổi cái suy nghĩ như vậy? Tại vì lúc đó em cảm thấy không có xoay sở được, em cảm thấy bí quá nên em không có em cảm thấy bí quá em không có khả năng để đi, nên là em có gọi điện để cầu cứu với anh. Em cũng nhờ nhóm anh của anh giúp để em có một cái chi phí để em đi chữa bệnh cho mẹ. Còn bây giờ thì em có anh và dì và cô của em đã giúp, thì em xin nhường lại cái phần đó cho những hoàn cảnh đặc biệt hơn gia đình. Ví dụ là cô với cả dì giúp đúng không? Dạ. Với cả anh cả giúp thì càng nhiều người giúp á, thì nó sẽ càng tốt hơn. Tại vì hiện tại bây giờ là em còn phải nuôi mẹ này, nuôi bé này. Rồi gia đình của em anh thấy cũng rất là khó khăn. Thì càng người nhiều người giúp thì sẽ càng tốt chứ sao? Dạ, tại cái này em cũng, nếu mà mọi người mạnh thường quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ em, càng nhiều người giúp thì em càng có nhiều. Nói chung là cái đó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà bây giờ em cảm thấy em có đủ khả năng để xoay sở để lo cho mẹ rồi, thì em không có thể nào mà nhận cái số tiền đó, tại vì còn nhiều hoàn cảnh nó đặc biệt hơn gia đình em hơn nữa nhỉ. Lan, cái này là anh hỏi em, anh em mình chia sẻ thật lòng nhá. Tại vì cái ngày hôm bữa mà anh lên trên này á, anh thấy em là rất là tội, cách nói chuyện của em nó rất là khác. Còn ngày hôm nay anh thấy em nói chuyện rất là khác. Hình như là có ai đó ở bên ngoài nói gì xong rồi em mới có cái suy nghĩ này đúng không? Dạ không ạ, tại vì lúc đầu thì em suy nghĩ, lúc đó em cảm thấy lúc mà em ở cùng mẹ em là em thấy mẹ em đau, mẹ em rất là đau đớn, lúc đó là em cảm thấy là mình không có thế nào mà chữa trị được cho mẹ mình bằng cái tinh thần của mình. Lúc đó em nghĩ là mình cũng không có tiền để đi bệnh viện. Nhưng mà lúc đó em, lúc đầu trong đầu em cũng rối, em suy nghĩ như thế nào cũng bí hết, tại vì lúc trước kia là cô dì chú bác cũng giúp gia đình em rồi, nhưng mà những lần sau thì em cũng ngại, tại vì trước kia thì họ cũng đã từng giúp mình rồi, nên là em ngại về điều đó nên em không dám vay mượn từ những lần sau ạ. Hay là em khi mà anh quay phim lên rồi em ngại, ngại với cộng đồng mạng, với bà con hàng xóm? Dạ không ạ, cái này là em không có mặc cảm với bất cứ ai hết. Tại vì lúc đầu tiên là trước khi bắt đầu quay video clip anh cũng trao đổi với em là cái những lần anh quay này là cả cộng đồng mạng, cả trong và ngoài nước, cả toàn quốc cũng thấy mình. Cũng theo dõi cái video clip của mình, thì em không có ngại. Nếu mà em ngại thì từ lúc đầu em đã không có cho anh quay rồi. Ý là nếu mà đã ngại thì đã không có cầu cứu anh và không cho anh quay đúng không? Dạ đúng rồi anh.
Thì anh ngay cái ngày đầu tiên anh vô anh nói chuyện với em á, thì anh biết là em chắc chắn là em sẽ không ngại đâu. Nhưng mà ngày hôm nay anh lên trên này anh suy nghĩ là chắc có một cái ai đó, hay là anh nghĩ là chắc có cái điều gì đó tác động đến cái tinh thần của em, nên là em mới nói nhóm anh lên trên này, đúng không? Nên nếu mà có thì em chỉ cần ừ hoặc không thôi, thì em không cần phải giải thích, thì để cho nhóm anh biết và khán giả biết được á. Cái này thì không có ai tác động đến em, cũng không có ai nói gì em. Bà con hàng xóm hoặc là mọi người trong gia đình cũng không có nói gì tới em. Các anh em trong gia đình họ hàng mình họ có nói gì không? Không, họ không nói gì hết ạ. Cái này là em cảm thấy mình có đủ khả năng, nên là em cũng tự suy nghĩ rồi em tự gọi anh lên đây rồi để em trao đổi. Cái nói chuyện lại với anh. Thế là em chắc chắn cái ý kiến này là hoàn toàn là từ em quyết định, chứ không có bất kỳ ai nói gì em. Không có bất kỳ ai tác động tới em. Tại vì lần trước lên thấy em khóc rồi em thương mẹ quá trời, tự nhiên lần này em nói vậy anh bất ngờ luôn á. Nói chung là mọi chuyện nó sẽ rất là đơn giản. Em muốn anh thứ nhất là sẽ xóa video đi. Thứ hai là sẽ không nhận bất kỳ sự quyên góp nào. Mà nếu mà có ai đã lỡ giúp cho gia đình em rồi thì em sẽ nhường lại cho những hoàn cảnh khác. Cái đó thì về anh sẽ nói chuyện với Mạnh Thường Quân. Bây giờ thế này. Lần trước là anh lúc mà Lan cầu cứu anh lên là anh trao cho Lan số tiền là bao nhiêu nhỉ? Lúc đó em có cầu cứu và được anh lên đây cùng em, thì lúc đó anh có hỗ trợ em là 2 triệu 200 đô la Mỹ. Là 4 triệu 600 ngàn. Dạ, 4 triệu 600. Số tiền của cô Ngọc Tuyết ở Mỹ, đúng không? Dạ, anh tại vì anh trao cho ai là anh đều ghi lại, anh vẫn còn nhớ. Bây giờ là theo cái yêu cầu của em đó là thứ nhất là không nhận bất kỳ sự đóng góp nào của Mạnh Thường Quân. Và nếu mà có ai giúp đỡ rồi thì mình trao cho hoàn cảnh khác. Thì cái này là anh sẽ làm việc với Mạnh Thường Quân. Cái này thì dễ dàng thôi. Anh chỉ cần nói với Mạnh Thường Quân là ok. Nhưng mà cái thứ hai là xóa video kia đi. Thì nhưng mà tại vì trong cái video đó là anh có trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho gia đình Lan rồi. Nên là nếu mà bây giờ mà anh xóa video đi, rồi đến lúc mà Mạnh Thường Quân họ hỏi anh là cái số tiền mà của cô gửi hay là của Mạnh Thường Quân gửi Trọng đã trao cho ai rồi, thì anh sẽ không có cái video nào để anh chứng minh là anh đã trao cái số tiền đó rồi. Nên là nó khó cho bọn anh. Nói chung là cái vấn đề này thì nó cũng hơi khó cho bên anh, tại vì bên anh cũng đã từng giúp đỡ em một cái số tiền đó. Thì lúc đó nếu mà Mạnh Thường Quân nào mà có thể xem qua video clip hôm nay em giải trình lý do thì họ cũng có hiểu, nhưng mà nếu mà có thể thì anh Trọng liên hệ lại, hoặc là em có thể liên hệ trực tiếp với Mạnh Thường Quân đó. Rồi ok, cái này nó cũng rất là khó xử cho anh, nhưng mà để anh về thì anh sẽ giải quyết. Còn về cái vấn đề mà anh về, anh sẽ cố gắng anh liên lạc với những Mạnh Thường Quân, với những khán giả của bên anh để anh nói về cái vấn đề này á, để cho họ biết là số tiền của họ là anh đã trao cho gia đình em rồi. Bây giờ anh sẽ xóa video đi. Thì nên là khi mà bên em đã yêu cầu anh xóa video đó đi, đúng không? Anh cũng sẽ đồng ý. Ok. Thì sau khi mà anh đưa cái video này lên trên YouTube thì là anh sẽ liên hệ với khán giả, vừa liên hệ với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của em. Anh sẽ nói là bây giờ cô gái này thì bây giờ gia đình của cô là sẽ không nhận tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Thì số tiền Mạnh Thường Quân đợt trước trao cho họ thì cái video này thì Trọng sẽ xóa đi. Thì khi mà anh đăng video này lên thì 3 ngày sau anh sẽ xóa cái video kia hoàn toàn ở trên YouTube và Facebook. Đó. Còn cái video này thì anh sẽ để vĩnh viễn luôn. Tại vì không có cái này là anh không còn cái gì để anh chứng minh là đã trao tiền cho em á. Còn một cái vấn đề nữa là anh không biết phải nói sao. Tại vì không phải là anh gia đình nào anh cũng giúp. Không phải là hoàn cảnh nào anh cũng giúp. Một ngày có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn họ liên lạc cho anh. Nhưng mà anh thấy em vất vả, em nuôi mẹ của em, anh thấy rất là thương. Mặc dù là anh đi từ nhà của anh, nên ngày hôm nay thì sáng nay anh em mình nói chuyện đúng không? Anh đi từ nhà lên trên này là hết gần 6 tiếng đồng hồ, chạy hết hơn 5 tiếng. Cái thời gian mình bỏ ra mình đi này, rồi trong khi mà anh giúp đỡ cho gia đình của em là còn bao nhiêu gia đình khác nữa mà anh bỏ qua để anh giúp đỡ cho gia đình em, mà bây giờ là
gia đình em lại từ chối cái sự giúp đỡ của bên anh với cả Mạnh Thường Quân thì nó sẽ không có hay lắm. Nhưng mà anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của gia đình của em. Em cũng biết là khi em gọi điện lúc buổi sáng nay thì em suy nghĩ cũng rất là nhiều, nên là sáng nay em quyết định gọi cho anh. Dạ, em biết là anh lên đây là sẽ là rất là mất nhiều thời gian. Rồi thay vì thời gian anh lên đây thì anh có thể đi thăm những gia đình khác, anh có thể liên hệ với những gia đình khác, anh có thể đi chỗ khác để giúp đỡ. Em biết là anh từ dưới đó lên trên này mất cả 6 tiếng đồng hồ để lên trên này, rồi tiền xăng nữa, thì em cũng thấy rất là vất vả. Không, mình nói chung là mình sẽ đường xa xa xôi, mình không sẽ không nói gì đến tiền bạc đi lại sang cộ. Mình chỉ nói là cái thời gian này, cái các thứ mình lên trên này thôi, mình đã mất công mình giúp rồi mà bây giờ thì bên em từ chối thì nó sẽ không có hay. Cái này em mong là giữa bên nhóm anh Trọng này và các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các cộng đồng mạng thông cảm và thông cảm giúp em. Tại vì cái này là lúc mà em thật sự khó khăn thì em cũng có cầu cứu anh Trọng. Em không có nói dối hay là có ý định gì. Tại vì lúc đó em biết, tại vì trong suy nghĩ của em là em không có cách nào để mình có thể xoay sở được. Còn bây giờ nếu mà có cơ hội được người thân, cô dì, chú bác trong gia đình giúp đỡ thì em cũng xin từ chối, em nhận cái lòng hảo tâm đó. Nhưng mà bây giờ em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi cái video clip này, cũng đồng cảm cùng em. Rồi cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã chia sẻ giúp đỡ với gia đình em. Em cũng biết là mọi người rất là vất vả, cũng đồng cảm với gia đình em. Thì cũng cảm ơn anh Trọng rồi đồng cảm với gia đình em, rồi giúp đỡ gia đình em đến tận nơi đây để chia sẻ. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ xác nhận lại một lần nữa là bây giờ là em không muốn nhóm anh với cả Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mình nữa, đúng không? Và muốn nhóm anh xóa cái video kia đi. Rồi, ok, thì đây là cái video cuối cùng mà anh sẽ ghi hình về gia đình nhà em. Sau cái video này anh đăng lên YouTube 3 ngày anh sẽ xóa cái video trước đi. Và cái video này anh sẽ để vĩnh viễn ở trên YouTube. Thì tất cả khán giả xem video ở đây nãy giờ thì nghe qua cái câu chuyện mà em Lan, em nói về gia đình của em đấy và cái mong muốn của gia đình em ấy, thì Trọng cũng không biết cái lý do tại sao, thì nghe em Lan kể thôi, nhưng mà cái lý do như thế nào thì chỉ có gia đình của em Lan mới biết được. Thì em nói là em sẽ muốn xóa video đi, với cả không nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà Mạnh Thường Quân mà nào mà đã hỗ trợ thì sẽ em không nhận, và Trọng sẽ chuyển giúp đỡ cho hoàn cảnh khác. Đấy, thì nói chung là câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà anh phải chạy từ sáng tới giờ lên trên này. Em cũng không biết nói gì hơn. Em cũng cảm ơn anh Trọng, cảm ơn tấm lòng của nhóm anh để đã không ngại quản ngại đường xa xa xôi lên đây để chia sẻ tâm sự cùng gia đình em. Em cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các cộng đồng mạng xã hội đã theo dõi, ủng hộ video clip của em trong những thời gian qua. Nhưng mà số tiền các quý Mạnh Thường Quân nào mà đã đóng góp cho gia đình em thì em cũng xin nhường lại cho những hoàn cảnh khác đặc biệt hơn gia đình em. Rồi, ok. Thì khán giả nghe câu chuyện khán giả thấy rồi đó, thì coi như là Trọng với cả khán giả với cả Mạnh Thường Quân là coi như là không có duyên với gia đình của em Lan này đi. Thì em Lan thì cũng nói là số tiền Mạnh Thường Quân đóng góp thì sẽ nhường lại sự may mắn cho gia đình khác. Thì Trọng cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả Mạnh Thường Quân. Dù rằng là Trọng đã không kết nối thành công Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh này, nhưng mà Trọng cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân vì đã đồng hành cùng Trọng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho gia đình em Lan á, thì kể từ bắt đầu từ ngày hôm nay Trọng đăng cái video này lên là Trọng sẽ không nhận bất kỳ sự đóng góp ủng hộ nào cho gia đình của em Lan nữa. Và cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mà đã gửi Trọng sẽ nhường lại cho hoàn cảnh khác. Thì nhường lại cho hoàn cảnh nào thì Trọng sẽ liên lạc trực tiếp với những Mạnh Thường Quân đã gửi tiền, và Trọng cả Mạnh Thường Quân là sẽ quyết định là nhường cho hoàn cảnh nào. Tại vì Trọng thì quay rất là nhiều về hoàn cảnh, có nhiều hoàn cảnh thì
may mắn thì được Mạnh Thường Quân giúp, có nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn thì lại không được Mạnh Thường Quân giúp, nên là Trọng với cả Mạnh Thường Quân sẽ tính rồi sẽ san sẻ đều ra cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác. Đấy, thì nói chung là chuyện chỉ có thế đúng không? Dạ đúng. Thì nói chung là bây giờ là coi như là anh với khán giả với cả Mạnh Thường Quân không có duyên với gia đình em đi. Dạ. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc cho mẹ của em là mau khỏe bệnh nhá. Dạ. 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 Tới bây giờ thì em xin gửi lời cảm ơn tới nhóm của anh Trọng, cảm ơn tất cả các quý Mạnh Thường Quân, cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã theo dõi video clip, ủng hộ và đồng cảm cùng em trong thời gian qua. Em không biết nói gì hơn, em kính chúc quý Mạnh Thường Quân, kính chúc quý anh nhóm anh Trọng thật nhiều sức khỏe để gieo yêu thương đến tất cả mọi người. Được rồi, ok. Em xin cảm ơn ạ. Chính nào là em đưa mẹ đi viện? Dạ, 2 ngày nữa. 2 ngày nữa, dạ. Em đưa đi hay ai? Dạ, anh trai và em cũng đi. Anh trai của em? Dạ, anh trai của em là bác cả nuôi và em cũng đi. Thế là hai anh em là đưa mẹ đi. Dạ. Bệnh viện nào? Dạ, bây giờ thì gia đình em chỉ, tại vì theo tuyến của Đà Lạt thì chuyển theo tuyến thì là đi bệnh viện Chợ Rẫy trước, sau đó thì họ mới chuyển qua Ung Bướu 1. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Thì một lần nữa thì anh chúc cho mẹ em sẽ mau khỏe bệnh lại nhá. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Cứ như coi như là Trọng với khán giả với cả gia đình em này thì không có duyên để gặp gỡ và kết nối với nhau đi. Dạ. Thì câu chuyện nãy giờ khán giả xem thì khán giả cũng thấy rồi nhá. Trọng cảm ơn. Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng. Thì chào tạm biệt tất cả khán giả. Chào tất cả khán giả. Nãy giờ khán giả xem cái video này thì khán giả biết được cái câu chuyện rồi đó. Lý do tại sao mà gia đình của em Lan lại yêu cầu Trọng xóa video và không nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Thì cái đó là cái lý do mà em Lan em trình bày. Nhưng mà theo Kiệt, Kiệt thấy có hợp lý không Kiệt? Theo em là em thấy là một phần nào đó hợp lý anh, nhưng mà em nghĩ là sẽ còn một cái quẩn khúc nào trong đó nữa. Khán giả xem video thì khán giả cũng thấy, tại vì khi mà Trọng đăng cái video này lên thì nãy thì Trọng cũng đã nói với em Lan rồi, thì Trọng sẽ hứa là 3 ngày sau là Trọng sẽ gỡ cái video đó xuống. Cái lý do tại sao mà 3 ngày Trọng mới gỡ là Trọng đợi cho Mạnh Thường Quân xem được cái video trước đã, để biết được cái số tiền của Mạnh Thường Quân Trọng đã trao cho hoàn cảnh này. Mạnh Thường Quân biết rồi thì Trọng mới xóa video đó đi được. Thì khán giả mà xem được cái video trước, khán giả thấy rồi, lúc đó là em đó thương mẹ, em đó khóc rất là nhiều luôn, nói chuyện câu nào cũng khóc luôn. Nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay thì Trọng nói chuyện cùng em đó thì Trọng thấy là em có vẻ là không có được tự nhiên cho lắm đúng không Kiệt? Giống như mà có một cái điều gì đó nó ép buộc. Cái này là suy nghĩ của Trọng thôi, còn không biết khán giả xem thì khán giả thấy thế nào. Nhưng mà khán giả xem và khán giả sẽ cảm nhận được nhá. Ngay đầu video thì Trọng có nói là Trọng rất là bức xúc. Xíu nữa mà lên trên đó thì Trọng sẽ bày tỏ cái sự bức xúc này cho tất cả khán giả biết. Là vì không phải hoàn cảnh nào Trọng với cả khán giả với cả Mạnh Thường Quân bên Trọng là cũng giúp, mà hoàn cảnh này thì may mắn là được khán giả bên Trọng với cả Mạnh Thường Quân giúp mà họ lại từ chối như vậy. Thì Trọng nghĩ trong đầu là Trọng rất là bức xúc, lên rồi Trọng phải nói cho họ hiểu. Nhưng mà lúc nãy Trọng lên trên đó thì Trọng nói chuyện cùng với bé Lan, thì Trọng nghe bé kể thì Trọng cũng thấy tội tội, nên là Trọng cũng không có nói được gì luôn. Trọng cũng không có bày tỏ được cái sự bức xúc của Trọng, tại vì nghe bé kể thì cũng thấy rất là thương. Nhưng mà cái lý do tại sao thì cái câu chuyện này thực sự như thế nào thì chỉ có bé Lan mới biết thôi. Thì nói chung là bé Lan đã mong muốn như vậy, gia đình cũng mong muốn như vậy, thì thôi bây giờ chúng ta sẽ quyết định là như vậy luôn. Thì mình sẽ xóa video đi, rồi mình sẽ không nhận bất kỳ sự ủng hộ đóng góp nào nữa. Những khán giả và Mạnh Thường Quân nào mà trong suốt thời gian qua mà đã đóng góp cho gia đình á, thì Trọng sẽ giúp cho hoàn cảnh khác. Đó, Trọng sẽ liên lạc trực tiếp với Mạnh Thường Quân, rồi Trọng cả Mạnh Thường Quân sẽ tính đến là giúp cho hoàn cảnh nào. Đấy, kể từ ngày mà Trọng đăng video này lên, kể từ cái ngày Trọng quay video này, Trọng đăng video này lên, là Trọng sẽ không nhận bất kỳ sự đóng góp ủng hộ nào cho hoàn cảnh này nữa nhá. Theo mong muốn của gia đình, coi như là Trọng với cả khán giả với cả Mạnh Thường Quân ở đây là không có duyên với hoàn cảnh này nhá. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn mọi người ạ. Một cái câu chuyện ngày hôm nay phải nói là rất là khó xử lý luôn, rất là phức tạp và rất là dài dòng, cũng rất là bức xúc và cũng rất là tội luôn. Thì khán giả xem thì khán giả cảm nhận thấy rồi. Bây giờ thì Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây.
Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng. Khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, quanh khu vực miền Nam này có những hoàn cảnh nào đặc biệt, khán giả có thể liên hệ qua cho Trọng qua số điện thoại 0345 099 088. Thì liên lạc trực tiếp với Trọng rồi để nói cho Trọng biết những cái hoàn cảnh đó, Trọng sẽ sắp xếp thời gian Trọng lên Trọng thăm. Đó, những hoàn cảnh nào mà thực sự khó khăn là Trọng sẽ lên Trọng thăm. Khán giả cứ nhấc máy lên gọi cho Trọng, đừng có ngại nhá. Số điện thoại là 0345 099 088. Đó là số phone của Trọng. Trọng sẽ không ngại đường xa vất vả, Trọng sẽ lên trên đó, Trọng quay phim và Trọng sẽ giúp cho những hoàn cảnh và chia sẻ cho tất cả khán giả cùng xem. Một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.